Thưa quý vị, Đồng Lầm có vải nâu non, có hồ cá rộng, có con sông dài. Hồ cá rộng là khu vực hồ Bảy Mẫu, hồ Ba Mẫu, công viên Thống Nhất. Con sông dài là con sông Kim Ngưu. Và địa danh ngày hôm nay em Thiện muốn nhắc đến chính là làng Đồng Lầm xưa kia, hay chính là làng Kim Liên bây giờ. Phố Kim Hoa mà quý vị vừa xem là tên gọi cũ của làng Kim Liên. Giờ thì là một con phố nhỏ ngay cạnh xã Đàn thuộc quận Đống Đa. Đây cũng là một trong 36 phố phường của kinh đô Thăng Long thời nhà Lê, có nghề truyền thống là nghề nhuộm vải. Bất động sản mà quý vị chuẩn bị được xem thì đương nhiên là nằm gần hồ Ba Mẫu, công viên Thống Nhất, tiện trục di chuyển đến Đê La Thành, ô chợ Dừa, Phạm Ngọc Thạch, Đại Cồ Việt, vân vân. Bán kính quanh nhà vài km là đủ các trường đại học lớn nhỏ như là Đại học Xây dựng, Đại học Y, Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa, Thủy lợi, Công đoàn, vân vân. Xin được trở lại với công trình nhà ở riêng lẻ mà hôm nay em Thiện giới thiệu. Căn này thì có thông tin chi tiết như sau. Diện tích sổ đỏ là 35m², mặt tiền là 3m65, đầu cuối thì vuông vắn, chiều sâu vào gần 10m, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Vị trí ngõ thì gần mặt phố, ngõ xe máy tránh nhau, xe ba gác thì vào được. Từ phố thì chỉ có một ngoặt là vào nhà thôi. Đây em sẽ quay cái ngõ cho mọi người xem nhé. Nhà đương nhiên là có pháp lý tốt, sổ đỏ chính chủ, xây dựng hợp pháp, có giấy phép xây dựng và đương nhiên là không mắc quy hoạch. Ở đây có hai căn xây mới riêng biệt, chưa hoàn thiện xong nhưng đã bán một rồi, chỉ còn một mà thôi. Nhà đẹp thì dành cho ai nhanh chân, giá đẹp thì dành cho ai chốt sớm. Điểm đầu tiên có thể nói là căn này có đến 3 mặt thoáng, thoáng trước, thoáng sau và thoáng mặt bên. Ba mặt đều là ngõ, nhưng chúng ta chỉ mở cửa đi mặt trước thôi. Đặc điểm này khiến cho nhà rất thoáng, phòng ngủ đẹp, cầu thang sáng. Nhà trong khu phố cũ mà không khí thì luôn luôn tươi mới dễ chịu. Hiện trạng thì đây là một căn nhà xây mới hoàn toàn, xây dựng 5 tầng. Kết cấu thì khung cột bê tông cốt thép rất là kiên cố. Thiết kế nhà thì được đánh giá là hợp lý với mỗi tầng một phòng và một vệ sinh. Cầu thang thì để ở cuối, nhà thì có 3 phòng ngủ. Ngôi nhà hiện tại đang có giá chào bán hơn 4 tỷ. Giá thì có thương lượng. Giá cụ thể thì em có để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Quý vị mua nhà cũng sẽ được bao sang tên thuế phí giấy tờ. Giá chốt thì sẽ cực êm cho ai thanh toán nhanh. Quý vị mua nhà cũng được tặng kèm một vài đồ nội thất cơ bản theo hiện trạng như là giường, tủ, vân vân. Giường tủ thì sẽ để ở tầng trên nhé. Đây hoàn toàn là đồ mới, đóng và thiết kế riêng cho nhà, và cũng là đồ dành riêng cho quý vị. Bất động sản này cũng là một căn có chất lượng xây dựng tốt, từ nguyên vật liệu cho đến kỹ thuật xây, chát, sơn bà, phối màu, trang bị. Mọi người đến xem là sẽ thấy ngay ạ. Đây cũng là khu phố cũ nên dân cư, dân trí thì nói chung là đồng đều, thân thiện, buôn bán tấp nập. Đất ở lâu dài rất là yên tâm. Xung quanh nhà thì tiện ích nhiều đến mức không thể kể hết được. Chủ nhà cũng là một người cực kỳ cần bán và thiện chí bán ngay. Từ giá cả, thủ tục cho đến việc đàm phán bán mua thì cũng rất là dễ dàng. Quý vị đang xem là tầng 2 đi ạ. Tầng 3, 4 thì cũng giống tầng này. Tầng 5 thì có phòng thờ, sân phơi, khu để máy giặt. Vừa rồi là những thông tin và hình ảnh đáng chú ý về bất động sản tại phố Kim Hoa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Em Thiện sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin nhà đất Hà Nội mới nhất. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng theo dõi kênh Thiện Đất, bán nhà đất Hà Nội. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.